quay trở lại với kênh của Lưu Coffee. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái mô hình kinh doanh cà phê nhượng quyền. Thì phía sau tôi đây là cái mô hình xe cà phê nhượng quyền từ Lưu Coffee. Đó. Như mọi người thấy thì hiện nay thì cái mô hình này đang được sinh ra để đáp ứng cho cái nhu cầu hiện tại, đó là kinh doanh. Chúng ta trong cái thời điểm Covid này là chúng ta chỉ có tập trung bán mang đi thôi. Thì cái mô hình xe cà phê mang đi nhượng quyền từ Lưu Coffee này thì chúng ta sẽ thứ nhất là phù hợp với cái thời điểm này, và thứ hai nữa là cái chi phí đầu tư chúng ta rất là thấp. Chỉ với 25 triệu là các bạn có thể sở hữu ngay một cái mô hình xe cà phê pha máy nhượng quyền này của Lưu Coffee. Sau cái mô hình xe cà phê pha máy này thì chúng ta sẽ cung cấp cho một cái sản phẩm an toàn chất lượng, không chỉ trong mùa dịch mà trong thời gian sắp tới nữa. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người kỹ hơn về cái mô hình xe cà phê pha máy nhượng quyền này của Lưu Coffee ha. Mọi người nhìn thấy là từ xa là chúng ta đã thấy được nguyên một cái bộ nhận diện thương hiệu rồi. Đấy. Từ xe đã có ha, xe này. Cái này, mọi người thấy không? Cái logo gà chữ Lưu Coffee. Màu vàng kết hợp với màu đen cực kỳ bắt mắt luôn mọi người. Đó. Nếu mà chúng ta kinh doanh cà phê mang đi mà chúng ta có một cái màu nổi bật như vậy á, thì sẽ thu hút rất nhiều đến cái sự ánh nhìn của khách hàng ha. Chúng ta có thể khách hàng có thể đi 200m, 300m là có thể thấy ngay cái địa điểm xe của chúng ta rồi. Đó. Ngoài xe ra thì chúng ta sẽ có một cái khung menu bên này. Đó. Lưu Coffee đã thiết kế riêng từng quán ha. Nếu mọi người có những món gì chúng ta có thể ghi trực tiếp lên đây. Đó. Một màu rất đẹp luôn đúng không? Đó. Thì với cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi này á, Lưu Coffee đã trang bị trên xe á, là một cái bộ combo máy trên đấy. Bao gồm là một cái máy pha cà phê chuyên nghiệp luôn. Để pha ra một ly espresso ngon nhất. Đó. Và ngoài ra nữa thì chúng ta đây là chiếc máy pha của chúng ta ở đây. Máy hiện tại là máy Casadio. Đó. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu về cái độ bền cũng như là cái hãng pha khác nhau. Thí dụ đây là của máy của Ý ha, thì độ bền máy sẽ tốt hơn nhưng giá cả sẽ cao hơn. Đó, tùy thuộc mọi người. Thì ngoài ra nữa thì ở đây sẽ có một cái máy xay cà phê hạt. Chúng ta sẽ xay trực tiếp luôn. Chúng ta chỉ cần bỏ cà phê vào đây. Đó, mọi người thấy không? Bỏ cà phê ở đây và chúng ta xay ra. Đó. Xay ra rồi chúng ta sẽ pha trực tiếp. Chúng ta chỉ cần lấy cà phê ra chúng ta pha trực tiếp vào cái máy này. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm thử cho mọi người thấy ha. Đây. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ sử dụng một cái tay cầm để pha chế ha. Chúng ta lấy cà phê mà đã xay rồi ha. Đó. Cái này chúng ta chỉ cần bấm nút và xay thôi. Đó, thấy không? Mùi cà phê ra rất là thơm luôn. Đó. Mùi cà phê nguyên chất mọi người. Đó, khách hàng mà dừng mua cà phê mà người thấy cái mùi này thì khách hàng rất thích. Đó, chúng ta thấy nhiều quá thì chúng ta gạt đi. Đó, như vậy. Rồi. Sau khi gạt xong lấy đủ lượng cà phê rồi, chúng ta sẽ lấy cái đồ nhấn là chúng ta nhấn lại, nén cà phê lại để cà phê ra sẽ đậm hơn và ngon hơn. Đó. Sau khi mà nhấn xong á, thì chúng ta sẽ cho trực tiếp vào cái máy pha. Đó. Và bước cuối cùng á, là chúng ta chỉ cần nhấn nút thôi. Đó. Này, mọi người thấy không? Cái dòng chảy cà phê rất là kẹo luôn. Đó. Đó. Thì cái cà phê máy này á, với một ly mà cà phê giá cốt như vậy là chỉ có giá là 2.500 thôi mọi người. Đó. Với cái mô hình mà xe cà phê pha máy nhượng quyền này thì cái giá cốt ra một ly cà phê vậy chỉ có 2.500 thôi. Chúng ta bán mang đi, chúng ta cộng thêm cái chi phí về ly mang đi, đường đá, ống hút, túi thì chúng ta chỉ có giá là 3.500 thôi mọi người. Đấy là cái giá cốt khi mà chúng ta nhượng quyền cái mô hình xe cà phê pha máy nhượng quyền pha máy này của Lưu Coffee ha. Khi mà chúng ta kinh doanh cái xe cà phê pha máy nhượng quyền đến từ Lưu Coffee á, chúng ta sẽ có rất nhiều những chính sách ưu đãi khác nhau đến từ Lưu Coffee. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ được mua một cái sản phẩm cà phê pha máy với giá rẻ nhất.
Đó, và đó là giá dành cho nội bộ là chỉ có riêng các hệ thống xe nhượng quyền từ Lynk & Co mới có giá đó thôi. Ngoài ra nữa thì bạn có các chính sách bảo hành bảo trì hàng tháng. Lynk & Co có đội ngũ kỹ thuật để xuống chúng ta kiểm tra cái chất lượng cà phê ra cũng như là kiểm tra máy móc hàng tháng cho mọi người. Đó. Cái thứ ba nữa đó là Lynk & Co hiện tại chỉ có Lynk & Co thôi mới có chính sách đó là thu hồi lên đến 60% khi mà chúng ta mua cái bộ combo xe cà phê pha máy nhượng quyền từ Lynk & Co. Đó. Ngoài ra thì khi mà chúng tôi Lynk & Co xuống lắp đặt đó, thì sẽ hướng dẫn mọi người cách pha chế cũng như là chúng ta cách vận hành máy móc bảo trì máy móc hàng ngày như thế nào đó, để chúng ta có thể là gia tăng tuổi thọ của máy. Đó. Và khi mà chúng ta nhượng quyền cái mô hình xe cà phê pha máy này của Lynk & Co để kinh doanh hiệu quả nhất thì chúng ta nên lựa chọn những mặt bằng có vị trí như sau, nhất là các cụm văn phòng này, đó, cụm tòa nhà này, các công ty mà có đông công nhân này để chúng ta kinh doanh hiệu quả, hoặc là các con đường mà tập trung đông đúc đó, để chúng ta kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy nhượng quyền này đạt cái doanh thu cao nhất. Và ngoài ra nữa là khi mà chúng ta kinh doanh cái mô hình xe cà phê pha máy nhượng quyền này để giảm thiểu nhất cho đối tác về cái chi phí đầu tư ban đầu, Lynk & Co sẽ đã tặng cho mọi người 22 món vật dụng cực kỳ cần thiết cho cái mô hình để chúng ta bán mang đi. Nên nếu như hiện nay mọi người đang có nhu cầu về xe cà phê pha máy nhượng quyền đến từ Lynk & Co thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline hoặc là comment phía dưới để Lynk & Co có thể liên hệ lại và tư vấn cho các bạn mô hình phù hợp nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.